Vậy hả? Như vậy là bên nữ tôi không có điểm xấu nha, nhà trai ơi. Rồi vậy là bây giờ nói, nếu mà nói về chuyện tình yêu á, thì mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ con chưa có yêu ai hết. Chưa yêu ai luôn á hả? Dạ. Trời ơi, cô gái tinh khôi của tôi, thêm một người đã xuất hiện rồi. Trời ơi, nhà trai ơi, bạn có bị áp lực hay không? Dạ cũng Trời ơi, cười sung sướng cười. Sao như vậy, còn mình thì sao nè? em thì cũng trải qua mấy mối tình rồi, gần nhất là cũng năm 2015 ấy, là cũng cả hai gia đình hai bên cũng gặp nhau, cũng sắp cưới đến nơi rồi, nhưng mà thì bạn gái lại đi du học rồi này kia, thế đâm ra là Lại thôi. lại thôi. Ừ. Rồi, mối tình tiếp theo. Mối tình tiếp theo thì một bạn gái cũng ở trong Sài Gòn này, cũng chỉ được hơn một năm thôi, tức là kiểu cứ hay bị bạn gái là hay bị vương vấn đến người yêu cũ, thế đâm ra là nó Lại thôi. cứ Mời anh trai ngồi. Mời giờ gái giới thiệu đi Rồi, mình. mình giới thiệu đi cưng. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quyền Linh, xin chào tất cả khán giả đang ở trường quay. Xin chào mặt nam kế bên. Con tên là Nguyễn Thị Tuyết Hương. Con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện con đang là nhân viên văn phòng. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 26 tuổi. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Xin chào tất cả quý vị và bạn, và xin chào anh Quỳnh Linh, và Yeah. xin chào chị Hồng Vân và bạn gái bên cạnh. Mình tên là Nguyễn Mạnh Thắng, đến từ Ninh Bình, hiện tại thì đang ở Hà Nội, công việc là kiến trúc sư, thêm một việc phụ nữa là mua bán ô tô nữa. À. Dạ. Mua bán ô tô hả Mô em? ô Dạ, tô. ô tô ạ. Thì ô tô đấy, mua bán Xe, ô xe tô hơi, là. xe hơi. Chào em. Dạ, chào chị. Sao có cần ngồi hai người bàn với nhau về ô tô không? Có. Đây là con nghiện nha, chị giới thiệu cho em biết con nghiện ô tô đây ngồi kế bên em đó, bởi chị phóng qua đây sớm là vì lý do đó đó. Là bây giờ em ở ngoài Hà Nội hả? Dạ em ở Hà Nội. Nhưng mà công trình em làm kiến trúc sư thì công trình có hay có ở Sài Gòn không, hay là chỉ có lòng vòng ngoài Hà Nội thôi? Thỉnh thoảng thôi, nếu mà công, nhưng mà kiến trúc thì bây giờ em ít làm hơn, em chủ yếu làm ô tô nhiều hơn rồi. Làm ô tô nhiều hơn, có Và hay vô Sài Gòn không? có vô suốt Ờ, vô suốt đi, chứ bây ạ. giờ người ta là sống và lớn lên ở Sài Gòn đây nè. À vâng, thế không quan trọng ạ. Có Quan thể ở trọng luôn được mà. ở luôn được đúng không? Về Đó, kinh vậy doanh cho yên mà. tâm. Dạ. cái Điểm điểm mạnh điểm điểm yếu thế mạnh điểm nào yếu nói của với bà em mối nói nghe luôn đi đi kìa. cho nói lớn cho bạn bên đây nghe nữa. Dạ, điểm mạnh của em thì là vẽ đẹp và thích kinh doanh về ô tô, và nói chung là những cái đồ điện tử là cũng thích, giao lưu bạn bè gặp gỡ nhiều, và thích đi du lịch thì em đi nhiều lắm. Ví dụ, có những lúc mà tùy hứng đi, có khi xách xe chạy từ đây ra Hà Nội hoặc là từ Hà Nội vô đây. Hay quá nhỉ. Dạ. Còn em có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì nghiện smartphone, tức là rảnh ra cái là Là cầm cầm điện smartphone lên. thoại. Dạ. Tại chưa có ai thôi, nếu có thì chắc không nghiện đâu. Dạ, Mời nhà gái. ưu điểm của con á là con sống vui vẻ, hòa đồng, con biết nấu ăn, con khéo tay, con sống tình cảm, Rồi, khuyết điểm mình có cái nhược điểm gì không? Con ít nói, con sống hướng nội. Sống hướng nội, cái đó đâu có phải là nhược điểm đâu. Ít nói cũng không phải là nhược điểm luôn. Cái nhược điểm ghiền smartphone thì có thể là nhược điểm đó, đúng không? Mình có ghiền không? Dạ không, con không có ghiền điện thoại. Vậy hả? Như vậy là bên nữ tôi không có điểm xấu nha, nhà trai ơi. Rồi vậy là bây giờ nói, nếu mà nói về chuyện tình yêu á, thì mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ con chưa có yêu ai hết. Chưa yêu ai luôn á hả? Dạ. Trời ơi, cô gái tinh khôi của tôi, thêm một người đã xuất hiện rồi. Trời ơi, nhà trai ơi, bạn có bị áp lực hay không? Dạ cũng Trời ơi, cười sung sướng cười. Sao như vậy, còn mình thì sao nè? Em thì cũng trải qua mấy mối tình rồi, gần nhất là cũng năm 2015 ấy, là cũng cả hai gia đình hai bên cũng gặp nhau, cũng sắp cưới đến nơi rồi, nhưng mà thì bạn gái lại đi du học rồi này kia, thế đâm ra là Lại thôi. lại thôi. Ừ. Rồi, mối tình tiếp theo. Mối tình tiếp theo thì một bạn gái cũng ở trong Sài Gòn này, cũng chỉ được hơn một năm thôi, tức là kiểu cứ hay bị bạn gái là hay bị vương vấn đến người yêu cũ, thế đâm ra là nó Lại thôi. cứ và xảy ra nhiều cái vấn đề khúc mắc là Ừ. thôi. Như vậy Ừ. thì cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Cái Nếu gu của mà em đó, cái gu của em có em thể thì nói không? là con gái thì phải trắng trẻo một chút, hiền lành Ừ. và năng động một chút, tức là giao tiếp rồi các thứ, thì em thì cũng hay đi nhiều hoặc là có thể là gặp gỡ bạn bè này kia, thì nhưng mà cũng giao tiếp khéo một chút là được. Dạ, con chào chú Quyền Rồi, Linh. chào con. Cô gái xinh đẹp ha. Trời, vậy mà không có người yêu tôi không tin luôn á. Tại môi trường của con là nữ, hồi trước con đi học á, thì lo tập trung học, rồi sau này con đi làm là môi trường con là nữ, Môi thì trường gì? con, dạ con làm trong hệ thống liên trường ngoại ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh, thì con chỉ tiếp xúc với lại học trò nhỏ và phụ huynh thôi và các cô nữ, cái cô đồng nghiệp nữ,
nên là con ít có cơ hội mà gặp gỡ bạn nam. Bên đây anh này ảnh cũng lớn hơn con một số tuổi đó, con có ngại gì không? Dạ lớn hơn nhiều tuổi, vài tuổi thì cũng không sao. Thì con cũng muốn quen một người mà chín chắn. Chín chắn đúng không? Anh này chín chắn rồi, làm ăn kinh doanh này kia rồi ha. Nói chung cũng không có lớn hơn con một thôi, một con giáp thôi, không có gì hết. Em thích một cái mẫu người lý tưởng như thế nào? Về ngoại hình á, thì con thích một người cao khoảng 1m7. Dạ, khuôn mặt thì nhìn phúc hậu, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Tính cách con thích một người ấm áp, chung thủy, trung thực và đáng tin cậy. Có được bao nhiêu phần trăm? Chắc cũng được 70-80%. 70-80%. Rồi, hôm nay con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với các cô và chú của con ạ. Mời đại diện gia đình nhà gái ạ. Thì hôm nay đi thì có đây là ba cô ruột của Tuyết Hương với lại là chú. Rồi bây giờ cô cho ý kiến đi nào. Hương ơi, cô nhận thấy thì bạn trai bên đây thì cũng có khuôn mặt thì dễ nhìn, vui vẻ, mà có thấy là công việc thì ổn định. Thì cô thấy là hai đứa được đến đây thì xem như là một cái duyên. Nếu mà mình cho người cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội. Thì nếu mà được thì các con có thể là hẹn hò với nhau. Nhưng mà cô ở đây, các cô cũng mong là khi mà đến với nhau thì hãy đến bằng thật cái tấm lòng của mình và hãy trân quý đối phương. Rồi, cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai? Hôm trước thì có hẹn bạn đi cùng nhưng mà có việc đột xuất, bởi vì em bay từ Hà Nội vô đây, thế nên ra là hôm nay bạn đột xuất không đi được, thế là em chỉ đi có mình. Rồi không sao. Có mọi người ủng hộ bạn ha. Nào mở rào. Chào anh, có món quà gửi anh. Cảm ơn. Tặng cái gì để mình mở ra cho. Mở ra đi cưng, mở ra giới đi. Giới thiệu luôn đi. Bộ váy tặng. Dạ cảm ơn ạ. Đâu con, con mở ra xem có đúng thử coi nào. Gọi là đúng cái sở thích rồi cái kiểu dáng mình thích hay không. Đó, con ngắm cái size này con mặc vừa không? Vừa đúng không? Dạ. Size này là size S. Dạ, cái bộ váy rất là đẹp. Cảm ơn anh. Mở quà của bạn gái đi. Hôm nay đến đây em có món quà nhỏ dành cho anh. Cái cà vạt. Sao hai người này có cái gì nó rất là bluetooth với nhau nha. Đúng rồi. Bộ váy thì giống như bộ váy cưới vậy đó, còn cái cà vạt thì để ấy bộ vest chú rể. Đeo thử luôn đi. Em có biết, con có biết gài cà vạt không? Lâu lắm rồi không thích. Không, chắc bé là... hỏi với Hương này, con có biết không? Dạ con chưa có học thác cà vạt. Thì con hy vọng là hôm nay con tặng cho anh thì con cần cơ hội để lần khác con sẽ thắt cho anh. Lâu lắm rồi không thắt. Trời, nó hợp với cái quần quá. Cái màu nó hợp quá. Ồ, không nhớ chắc quên tắt rồi. Tắt thắt sai. Không sao đâu. Cứ cho nó ấy ở đấy, cho nó dấu nhấn em ơi. Không cần thiết phải đúng hay sai. Chỉ cần biết là nó hợp là được rồi. Kệ nó đi. Ngược. Rồi, đây, cứ để này cho chị. Cứ như này cho chị. Có còn hơn không? Bây giờ có thể hát giao lưu một bài. Đó. Hôm nay đến với chương trình thì con có chuẩn bị một bài hát dành tặng cho anh. Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi, em sẽ vẫn bước về phía ấy. Phía tấm rèm buôn khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi, gọi em người xinh đẹp ơi, hay cứ gọi em như xưa anh vẫn gọi. Nếu không gian có quay trở lại, đêm có nến vàng, đêm sáng hoa tươi, em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng, lặng nghe lời dịu dàng anh nói, anh yêu em rất nhiều. Ngay chỗ đó là để nhắc ngay, ngay chỗ đó là đúng luôn á. Chàng trai đáp lại đi. Thế thôi, xin ta tặng chương trình và anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và bạn gái một bài hát, một đoạn thôi, một đoạn của bài Sông Đắk Đông Mùa Xuân Về. Giao lưu ánh mắt về kia coi. Chim cơ tia bay tới,
nghiêng cánh chào đắc rông. Bờ làng khoe sắc thắm, gió đưa hương đôi bờ. Tây Nguyên ta uống nương, một nguồn nương cách mạng, một nguồn nương Bác Hồ. Ê, hey! Ta gọi mùa xuân tới cho tiếng ca rộn vang, ta gọi mùa xuân tới cho tiếng chiêng rộn ràng. Ta nghe trong lòng núi bước chân Trường Sơn của đoàn quân giải phóng mang mùa xuân chiến thắng. Đắk Rông ơi, Tây Nguyên ơi. Cái cặp này á, yeah, hình như là không ai giống nhìn ai. Mà nay để hát người chào cờ. Rồi thôi về vị trí đi nào. Yeah. Mình cảm nhận về nhau. Rồi ví dụ như là công việc của anh thì nói chung là anh đi nhiều lắm, đi xa, nhiều khi là bạn gái có thể thông cảm được hay không, nhưng khi đi xa rồi lại nghĩ này kia thì nó cũng phiền phức. Cái thời gian đi làm em làm luôn cả cuối tuần. Cái thời gian mà em nghỉ thì mọi người thì đi làm, còn cái thời gian mọi người nghỉ ngơi thì em đi làm. Cho nên là cái múi giờ của em nó cũng không có giống mọi người. Nếu mà hẹn hò thì cũng cái thời gian của em là em chỉ nghỉ vào thứ sáu thôi. Tức là trong tuần là chỉ có thường thường là chỉ thứ sáu thôi, còn các ngày khác là đa số là bận rồi. Dạ, em đều đi làm về trễ ạ. Tất nhiên thì cái việc hẹn hò đi làm thì mình hẹn hò sau giờ làm cũng không vấn đề gì. Chúng ta quan điểm về hôn nhân như là thế nào? Hai bạn nói cho nhau nghe đi. Còn ví dụ như là cuộc sống, nếu mà em muốn gia đình, người chồng sau này thì theo em thì như nào là phù hợp cho em nhất? Em thích một người mà quan tâm và chia sẻ lẫn nhau, lắng nghe, có sự, có trách nhiệm. Dạ. Em muốn tìm một người có bờ vai vững chắc. Vì em sống thiên về tình cảm á, nên là... cần một người quan tâm và quán xuyến gia đình. Bây giờ em có 30 giây để có thể nói một cái điều gì đó từ trong đáy lòng của mình với bên nhà gái. Rồi sau đó mình tiến hành bấm nút thôi. Tùy em muốn nói gì nói. Nói chung là gặp nhau là cái duyên. Còn mình có thể là hẹn hò tìm hiểu thêm. Còn cái việc nếu có cái duyên tới được nữa thì là mình đi xa hơn. Hết thời gian. Giờ mình bấm nút nha. Chúng ta để tay vào nút bấm. Làm cái... bấm hay không là quyền của các bạn. Bấm là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nào, hãy hướng về phía trước. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng đó. Hãy nắm tay nhau. Đó, được rồi. Cũng hợp lý đó hả? Hợp lý chứ. Tôi xin phép em luôn đi. Đặt nụ hôn đầu tiên. Yeah. Ôi dồi ôi, áp lực quá, áp lực quá cơ. Em gái, sao con xúc động vậy? Nói cái cảm xúc mình lúc này coi. Cô với kia cũng khóc luôn rồi. Con sống thiếu tình thương từ nhỏ. Là hôm nay con đi với các cô với chú, con đi với các cô và chú con. Thì khi con nghe anh nói như vậy thì con cảm thấy cảm động. Con thấy anh là một bờ vai vững chắc không? Một sự ấm áp không? Con có cảm nhận điều đó không? Tay ấm. Ấm nha. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.